Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trần Công Cảnh. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá về V-22 Osprey, hay còn gọi là chim ưng, một loại trực thăng lai máy bay độc đáo. Kết hợp sự linh hoạt của trực thăng với tốc độ cao của máy bay phản lực, Bell Boeing V-22 Osprey là một máy bay quân sự đa nhiệm với thiết kế cánh quạt nghiêng, có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, cũng như cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn. Nó được thiết kế để kết hợp khả năng của máy bay trực thăng với hiệu suất bay tốc độ cao và tầm bay xa của máy bay cánh cố định. V-22 được đưa vào sử dụng từ năm 2007 sau một quá trình phát triển kéo dài. Thiết kế của V-22 đã đáp ứng nhu cầu quân sự quan trọng của Mỹ ở những nơi mà trực thăng và máy bay vận tải truyền thống không thể đáp ứng. Quân đội Mỹ cần một loại máy bay mới không chỉ có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, mà còn có thể chở thêm quân chiến đấu và làm như vậy ở tốc độ cao. V-22 Osprey đã được Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đưa vào sử dụng từ năm 2007. Không quân Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng phiên bản CV-22B từ năm 2009. Và Hải quân Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng CMV-22B cho nhiệm vụ vận chuyển trên tàu sân bay vào năm 2021. Hiện nay, trên thế giới chỉ duy nhất có hai nước, đó là Mỹ và đồng minh Nhật Bản, được tiếp cận và sử dụng trực thăng V-22 đặc biệt này. V-22 đã chứng tỏ giá trị của mình trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ các chiến dịch cứu hộ nhân đạo tới những cuộc tấn công quy mô lớn, nơi mà tốc độ và sự linh hoạt của nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Osprey đã tham gia nhiều hoạt động vận tải và sơ tán y tế tại Iraq, Afghanistan, Libya và Kuwait. Hãy cùng điểm qua một vài thông số kỹ thuật ấn tượng của V-22 Osprey. Trọng lượng bản thân là khoảng 15.032 kg. Trọng lượng cất cánh tối đa khi cất cánh từ mặt đất là 27.443 kg, khi cất cánh từ tàu chiến là 23.850 kg. Tốc độ tối đa của trực thăng V-22 Osprey là 509 km/h. Đây chính là yếu tố đáng giá nhất của loại trực thăng này, vừa có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng và vừa bay nhanh như một máy bay phản lực. Tầm bay hành trình của trực thăng vào khoảng 1.415 km với nhiên liệu nội bộ. V-22 Osprey có thể chở được 24 lính bộ binh với trang thiết bị đầy đủ hoặc tương đương 9.072 kg hàng hóa bên trong khoang hoặc dưới thân. Mỗi chiếc trực thăng loại này của Mỹ cũng không hề rẻ, giá của nó vào khoảng 72 triệu đô la. Những thông số này thể hiện sức mạnh và khả năng đặc biệt của V-22 Osprey, giúp nó trở thành một phương tiện quan trọng trong các hoạt động quân sự hiện đại của quân đội Mỹ. V-22 là máy bay cánh quạt nghiêng đầu tiên trên thế giới kết hợp khả năng cất hạ cánh thẳng đứng như trực thăng,
và bay ngang với tốc độ bay cao như là một máy bay cánh cố định. Máy bay này có hai cánh quạt, ba lá và hai động cơ tuabin trục, với vỏ động cơ có thể xoay để chuyển đổi giữa hai chế độ bay. Khi cất cánh và hạ cánh, vỏ động cơ thẳng đứng. Và khi bay ngang, nó xoay về phía trước 90 độ, giúp V22 tiết kiệm nhiên liệu và bay nhanh hơn. V22 có thể thực hiện cất cánh và hạ cánh trên đường băng ngắn bằng cách nghiêng vỏ động cơ 45 độ. Khung máy bay và cánh quạt được làm từ vật liệu composite, chiếm 43% khung máy bay. Ngoài ra, để tiết kiệm không gian lưu trữ, rotor và cánh của V22 có thể gặp lại chỉ trong vòng 90 giây. Hầu hết các nhiệm vụ bay của V22 sử dụng chế độ bay cánh cố định để giảm hao mòn và chi phí vận hành. Máy bay V22 Osprey sử dụng hai động cơ Rolls-Royce AE1107C. Chúng được kết nối bằng trục truyền động đặc biệt để đảm bảo rằng mỗi động cơ có thể cung cấp năng lượng cho cả hai cánh quạt trong trường hợp một động cơ bị hư. Máy bay V22 Osprey được trang bị buồng lái hiện đại với hệ thống buồng lái bằng kính, bao gồm 4 màn hình đa chức năng và một màn hình trung tâm để hiển thị thông tin từ các hệ thống bay, dẫn đường và hồng ngoại. Hệ thống quản lý buồng lái cho phép máy bay tự động chuyển từ chế độ bay về phía trước sang lơ lửng mà không cần sự can thiệp của phi công. V22 sử dụng hệ thống điều khiển bay Fly-by-Wire dự phòng 3 lần, với khả năng cô lập các khu vực bị hư hỏng và điều chỉnh chế độ bay tùy thuộc vào vị trí quay của động cơ. Công nghệ Fly-by-Wire trên V22 là một hệ thống điều khiển bay hiện đại, thay thế hoàn toàn các kiểu điều khiển cơ khí và thủy lực truyền thống. Tức là thay vì sử dụng các liên kết cơ khí để truyền lực trực tiếp từ cần điều khiển tới các bề mặt điều khiển của máy bay, hệ thống Fly-by-Wire sử dụng các tín hiệu điện tử. Hệ thống này cho phép V22 thực hiện quá trình chuyển đổi từ trực thăng sang máy bay cánh cố định một cách mượt mà và có thể lơ lửng trong gió nhẹ mà không cần điều khiển bằng tay. Đặc biệt, các động cơ có thể xoay qua phương thẳng đứng đến 97,5 độ để làm cho trực thăng có thể bay lùi. Phi công lái V22 thường được đào tạo cả kỹ năng lái trực thăng và máy bay cánh cố định đa động cơ trước khi điều khiển máy bay cánh quạt nghiêng. V22 Osprey có thể được trang bị các loại vũ khí, bao gồm súng máy M240 cỡ nòng 7 ly 62 chuẩn NATO và súng máy M2 cỡ nòng 12 ly 7 gắn trên bệ nạp đạn phía sau. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn đang nghiên cứu về việc trang bị súng Gatling 3 nòng GAU-19 cỡ nòng 12 ly 7 ở phía dưới mũi của máy bay. V-22 có khả năng nhận nhiên liệu trên không từ các máy bay tiếp nhiên liệu, giúp nó tăng tầm bay lên gấp nhiều lần. Ngoài ra, hãng Boeing
đang phát triển một bộ tiếp nhiên liệu trên không dành cho máy bay V-22, giúp nó có khả năng tiếp nhiên liệu lại cho các máy bay khác. V-22 Osprey là trực thăng độc nhất vô nhị trên thế giới. Ngoài khả năng lên thẳng, nó còn có thể bay nhanh như một chiếc máy bay phản lực, điều mà không có máy bay trực thăng nào hiện nay có thể làm được. Đó là kết thúc của video này. Cảm ơn các bạn đã xem và đã nhấn nút thích video. Hãy nhấn nút like và bình luận ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.